Hôm trước à? Đây, câu ít là thử viết bằng dãy ngắn nhé. Này. Lần trước ta mới học câu này ít, hôm nay ta tiếp tục chuyển sang câu lệnh. Cũng dạng dãy nhánh nhưng dãy nhánh ở dạng có nhiều. Như kiểu giờ chúng ta đi dạng chữ Y, như kiểu đi vào một cái chỗ trong dạng ngã ba thôi, dãy là hai nhánh chữ Y. Bây giờ trường hợp chúng ta đến cái dạng ngã bảy hả? Dãy 4, 5, 6, 7 thì chúng ta phải dùng, cũng dùng ít rất là khổ. Do là người ta sẽ có một cái tương xứng ít, đó là từ ít. Bản chất là dãy nhánh thôi. Có nghĩa hoàn toàn mình bỏ từ ít và dùng ít thay thế đồng cái. Vẫn được đúng không? Chẳng qua nó dài hơn thôi. Thì chúng ta sẽ ghi câu lệnh từ ít này. Đấy, đi rồi. Cái này có thuộc dãy nhánh không kìa? Vẫn là dãy nhánh đấy. Quy trời. Reason sẽ phải có and reason. Chúng ta sử dụng là khi có nhiều lựa chọn. Cái cú pháp của nó thế nào các nhỉ? Đầu tiên ta sẽ có thử quýt này. Nhớ cái này viết thường, các đừng viết hoa nhé, không phải viết hoa đâu. Thử quýt ở đây là biểu thức. Biểu thức điều kiện hay là gì các nhỉ? Phải điều kiện không? Có phải trung phô đâu nhỉ? Không phải đâu, chúng ta phải là biểu thức. Ở đây không phải điều kiện nhé, các đừng ghi nhầm lên điều kiện thành sai đấy. Đây không phải điều kiện nữa. Bởi vì có thể là A, B, C hoặc là X gì đấy. Rồi sẽ phải là biểu thức điều khiển, sẽ phải điều khiển. Về sau thể kỳ một giá trị là biến nó, biến A, biến C, ta chuyển ấy, xét ra là một bao nhiêu. Nó khác chỗ if, chúng ta sẽ ghi là if biểu thức điều kiện là true false. Kêu chưa nhỉ? Ở đây là điều khiển, đừng nhầm nhá. Đây, đây điều khiển, không điều kiện đâu. Bên trong là gì các nhỉ? Begin này. And. Và trong này sẽ từng trường hợp một, đó là cây này, giá trị một này, các hệ thực hiện này. Và nó thường đi kèm từ khóa gì các nhỉ? Từ return hay từ gì các? Return không? Từ gì các? Black này. Đấy. Chúng ta sẽ có cây này, giá trị 2 này. Đây tương tự cũng các lệnh thể hiện này. Đây cũng bật đây. Vâng vâng. Và khi một cái giá trị mặc định, mặc định thế này là gì cái? Đúng rồi, default. Đây các lệnh thể hiện. Và chúng ta sẽ có một cái bật đây. Đây cấu pháp của nó cũng đi làm này thôi. Đây, cái thể thao thể thích qua một chút này. Cái switch mới có một cái trạng thái đó kiểm tra xem là cái biểu thức điều khiển của mình có giá trị bằng bao nhiêu. Ví dụ switch của ngày chẳng hạn, nó kiểm tra xem giá trị thứ nhất là bằng 1, xem cái bên trên này có bằng cái giá trị thế này không. Nếu mà có, nó thực thi các lệnh ở trong này. Và ở chú ý cái chỗ này này, có rất nhiều người hiểu lầm là chỗ này thực hiện một lệnh, không phải. Nó sẽ bắt đầu ở đây, có thể ta biết được lệnh thứ nhất này, cho nên thể thực hiện được nhiều lệnh này. Ví dụ lệnh 1 này, một là xong lệnh 2 này, 2 này, lệnh 3 này, vân vân. Và không cần thiết phải dùng begin and ở đây nữa. Các em đỡ nhỉ? Tức là trong này nó mặc định từ cái chỗ cây này tới cái break là một khối lệnh như begin and rồi. Vì thế mà chúng ta không cần thiết phải thêm cái begin với end để gói tất cả lệnh vào nữa. Khi mà làm nhiều lệnh với nhau ấy. Sao? Có nhiều lệnh mới thực hiện nhiều ở đây được, không phải begin end, nó phát tự động thực hiện. Khi nào gặp break thì mới thoát đi. Bây giờ ta làm một ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Đó là các em nhập vào một số chẳng hạn.
À, ví dụ switch tạo hẳn một cái khác là dễ. Yêu mình rồi. Switch. Trong khi ví dụ switch đặt luôn cho nó chạy đầu tiên đi, set e start up một giây nhé. Trời mưa dã man nhỉ. Ghét rồi. Mai nắng rồi. Mai. Mà lại chậm gió. Nào như. Mai là đắp chăn. Tối tối đây tập nhanh để mai nó nắng được kịp. Chúng ta ghi này ví dụ về thử quýt. Đây đề bài chúng ta này. Nhập vào một số này. Trừ 1 này. Tới 10, đơn giản thôi. Sau đó đọc thành chữ. Ví dụ 1 này. Chúng ta ghi là số 1 này. Hoặc là number 1 đi. Dễ. Các em hiểu chưa nhỉ? Thì viết thành chữ này. Xong là 2 này. Number 2 này, vân vân. Cứ viết là cũng như các bài khác, chúng ta xác định đầu vào này. Bài toán này. Input là gì các? Input là gì nhỉ? Chỉ cần đầu vào ngắn gọn là. Đó là số n thuộc loại nào nhỉ? Thuộc từ 1 đến 10 này, chúng ta xét từ 1 đến 10 này. Output này. Output là gì các? Đó là đọc số này. Đọc số thì là kết quả và bằng số này. Số dạng chữ này, đọc số bằng chữ này. Đọc số nghe không đúng á. Cái gì này? Số dạng chữ này. Xử lý chúng ta phải làm gì kìa? Mình xét từng trường hợp thôi. À, ngày xưa học Pascal hay thi đã ai làm cái ứng dụng nhập vào số đọc thành chữ chưa? Nhưng phải làm số nhiều có phải là chỉ 1 đến 10. Lúc đấy không dùng kiểu thế này được, phải cũng dùng chỉ một phần trong đấy thôi. Thế rồi người ta nhập vào 1 triệu hay 1 tỷ cũng phải đọc được số data. Được 1 tỷ 300 triệu chẳng hạn, hoặc là mấy trăm nghìn được hết. Nó phải làm dạng như kiểu đệ quy. Nếu chúng ta ứng dụng đơn giản thì làm cái từ 1 đến 10 để khỏi xét trường hợp. Có thời gian thử làm ứng dụng là nhập một số bất kỳ xong đọc thành chữ. Ví dụ 123 các em ghi là 123 chẳng hạn. Em hiểu chưa nhỉ? Như nhiều trên hóa đơn thanh toán hay là các kế toán hay làm ấy, người ta ghi số tiền bằng số hay số tiền bằng chữ, mình phải biết đọc cái số tiền bằng chữ đấy. À. Bây giờ trước đầu vào chúng ta sẽ có này. In tên là number này, bằng 0 này. Các thông báo là bằng số n bằng. Này bỏ cái này đi. B bằng in chấm phát. Đấy. Bài này dùng in được không kìa? In vẫn được không? Được. In sẽ có number này bằng 1 này. Thì chúng ta thông báo ra gì nhỉ? Chúng ta sẽ thông báo là number 1 chẳng hạn. Cái này ok đúng không? Nhưng giả sử chúng ta có 10 cái mất 10 cái if rất là mệt. Vì vậy thay vì dùng if chúng ta sẽ dùng cái switch như sau này. Chúng ta sẽ có này switch. Và cái này thuộc cái dạng có tờ giấy cắt ngược thì làm được gì nó ra các em nhỉ? Có cái tờ giấy mà xé một góc này. Thì gọi nhớ ra gì nhỉ? Chúng ta tác hai lần nó ra cái cấu trúc chuẩn và cái này gọi là cái dạng code snip net là cái gì chú thích này có cái mình trên đấy rồi nè code snip net là for switch statement này cho câu statement là gì đây
ta tay mình này. Tao hành tiếng Việt là dễ nhớ. Tan mình là câu này, câu lệnh switch này. Đấy, chúng ta nhấn tác 2 lần đấy, và nó sẽ ký hiệu là switch on, tức là cái chúng ta cần xét các trường hợp là gì. Ở đây sẽ switch on thay vào gì các em nhỉ? Switch on đấy, đây cái dạng cái công tác tức là cái number đấy. Để phong ta thằng lại bỏ lại nhé. Thứ nhất đây sẽ là chúng ta sẽ có cây trường hợp lần này, cây là 1 này, thì chúng ta sẽ thông báo ra đây là number 1 này, sau đó phải là break này. Ở góc break xong thì các em thấy nó vui đen cái cây 1, có nghĩa là cái break này của cái cây 1 đấy. Được một cái các em thể gõ, chúng ta cứ gõ theo quen được, hoặc copy number 2 này. Nó mình có ai thi thử tô ích chưa? Thi tiếng Anh ấy, có ai lên mạng thi thử mình đó. Chờ mình sắp sửa áp dụng chuẩn đầu ra xong nhỉ? Áp dụng rồi. Dạ. Thế cài tiếng Anh dần đấy. A1, A2. Mẹ oai hết. Mất số 0. Sáng ta mất 1 số 0. À, sau tới thì tụ tập học á, em thấy thế không? Anh sẽ kiếm một người học khá khá xong đến lớp mình dạy. Học tiếng Anh ấy, nếu tiếng Anh muốn tạo ra môi trường tụ giao tiếp được ấy. Trước nói chuyện của bà Hồ Chí Minh và có một công viên thì 23 tháng 9 thì đấy, nó có nhiều người nước ngoài tụ tập ấy. Thành anh được học tiếng Anh của mình ở nhà, nói giao tiếp rất là khó. Chứ nhìn nói chuyện mình chán, nó học được gì thêm. Sao anh chát với em nhỉ? Giao tiếp thì chát nào thì nó mệt. Sao anh không giao tiếp với em? Các anh sẽ liên hệ một cái bạn nào có thể đi dạy rồi hãy xuất sắc một tí. Chứ là phải giao tiếp và khó học nhất, những pháp học được. Tụ tập được khoảng 20 người là có thể môi trường này. Nhưng ICC mà cũng tụ tập đây. Nhưng ICC hơi xa hả? Ở đây gần cao hơn hàng người. Tính viên đơn giản trong học phí là khoảng 200-300 một buổi thôi. Khoảng mấy chục cũng là 50.000 buổi chẳng có gì cả. Quan trọng kiếm cái môi trường ấy, gần gần chém gió nó tiện. Tôi anh em tưởng đoạn của mình nó phải là điều kiện. Đây, đây tôi viết chạy đi. Cái viết sao nhỉ? Cái cứ viết là lượt vào copy paste thôi mà. Xích này, bây giờ quên hết tiếng Anh, sẽ giả nó không dùng, quên hết cả từ cơ bản. Này, còn mấy cái này đọc toàn bị sát âm sai, em nào đọc đúng không? Ví dụ này này, này số 9 này. Ví dụ số này dụ đọc phân biệt anh không phân biệt được. Đẹp cái số 9 này. Này. Nó có cái khác này, nhau. Đẹp là có một cờ đúng không? Dạ. Em nghe được không? Dạ. Nếu người ta đứng ra ngoài đọc hai từ đó em nghe phân biệt được không? Em nghe không? Được. Dạ. Em nói chuyện bên ngoài rồi. Dạ. Nói được à? Dạ. Em phép nhỉ? Cứ để thử nhá. Em thích số mấy? Số 5 này. File OK này. Bây giờ em nhập ngoài phạm vi số 1, số 10 xem thế nào. Dụ nhập số 13 đi. Có thấy gì không em? Không có gì đúng không? Bây giờ chúng ta cần một cái để cho nó chạy này. Khi mà không thuộc đoạn này, chúng ta có một cái mặc định là gì các em nhỉ? Default này. Đấy, default tức là các em thông báo là bạn nhập này, số nằm ngoài, là ngoài đoạn 1 đến 10. Mình thông báo này. Cái này sử dụng để giải quyết các trường hợp mà mình không kiểm soát được, mình gọi lệ. Bởi vì nó không thuộc, em phải thêm cái default này ra. Default này, trường hợp nó nhập khác 1 đến 10 ấy. Thế giả dụ như kiểu là mình cho bên trên cái service một cái if. If đây à? Được. If tức là nếu mà là ngoài 10 thì nó sẽ được, nhưng mà em dùng cái này tiện hơn nhiều. Vẫn được mà, em phải bắt đi ít trên này. Đây mình đang muốn tận dụng để đủ các tôn hệ, các phần luôn rồi. Rồi. Bây giờ anh chạy thử nhá.
Ví dụ nhập số 13 rồi xong thì nó sẽ thông báo là bạn nhập nằm ngoài đoạn từ 1 đến 10. Đấy. Thật ra cái trong đấy mà tính biến đổi nào. Chúng ta như này ví dụ một chút này. Ở đây mình nhập các số đơn giản chỉ có một chữ số từ 1 đến 10. Còn về sau các em muốn làm ví dụ ứng dụng cao hơn, thật sự người ta nhập vào số 1000 chẳng hạn, 1001. Giờ 1030 chẳng hạn thì các em phải tách từng số ra và đọc từng tách thành số ra này. Có thể dùng cái phép chia từng số chia cho, các em phải chia liên tiếp cho 10 này để lấy phần gì các nhỉ? Chia 10 này thành phần đơn vị. Chia lấy phần dư cho các em, phần dư cho 10. Dụ một người ta nhập vào số, các em giả sử là có một số 123 nhá. Nào thế nào thì số 3 các em? Chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia 10. Chia lấy 10 lấy phần dư cho còn số 3 đúng không? Đấy. Đúng rồi, các em về nhà là cái bài tập nhập một số đọc phần chữ. Mình không chia cho 10 mà mình dùng pháp không được, lại pháp để nó tự đặt chuỗi thành cái số cũng được. Cái quan trọng bây giờ cái cách nào các em làm sao để quy được. Ví dụ bây giờ có dạng này nhá, dùng 1 tỷ chẳng hạn. Nó nhiều số này mình phải tách được ra. Phải nhóm từng cái một. Cái này không phải chia, các em phải nhóm được. Ví dụ bây giờ 1 tỷ biết là cái này có bao nhiêu số để mình chọn là tỷ, là triệu hay là nghìn, hay trăm nghìn. Đấy. Mình ra thử suy nghĩ bài này nhá. Không mất thời gian phết đấy. Mẹ đấy không đùa đâu. Bài tập này bài này cuối tuần thì cũng biết được cả. Vâng, cứ làm thử đây. Bây giờ chúng ta sử dụng luôn ví dụ cái switch này đổi cho cái bài của trước về nhà cho ta làm. Đó là bài tìm mắc này. Cho ta làm xong bài kia nhé. Cái bài mắc đây, cái chỗ có mắc đây này. Đây. Chúng ta sửa luôn dưới này các em nhé. Mở cái bài hôm trước nhé. Đây. Cái phần này chúng ta chú thích vào này. Đây. Ý switch chúng ta chú thích vào. Hay làm bài riêng các em. Bài riêng nhá. Ở làm bài riêng nó sẽ.